Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Andy Gaming. Hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với game The Crew 2 này. Thì rất là nhiều bạn kêu mình làm, nhưng mà hiện tại thì thực sự là mình không có biết làm về cái gì. Tại vì những cái đường đua trong này các bạn nhìn là mình đã đua, có khi livestream, có khi đua rồi, những cái đường đua cũ rồi. Này, mấy cái trip thì là toàn đường cũ, những cái nào cũ mình đã đua rồi, mình chỉ đua một lần thôi. Còn mấy cái mà các bạn kêu mình đua khó hơn thì thôi mình xin trốn, chứ tại vì khó lắm các bạn, khó cực kỳ khó luôn, đua mấy cái điểm đó mình nếu mà đua mà không nói chuyện thì mình rất là ngáo luôn. Dễ thua lắm. Thì hôm nay mình đổi lại tem của em BMW S1000RR thành tem HP4, rất là đẹp nha. Đây các bạn nhìn được cực kỳ đẹp luôn á. Những con xe nó sang hơn hẳn, chảnh hơn hẳn. Thì hôm nay mình có một cái muốn trình diễn cho các bạn, nhưng mà không hẳn là chuyên nghiệp, mà mình cũng tập mấy hôm tập nãy giờ cũng dữ dằn. Đó chính là bắt đầu xe mà bắt đầu ở là một cái cự ly dài tầm mấy trăm mét luôn á, thì mình vẫn đang tập nó giữ cho nó xe cho nó đều đều. Nên nếu mà bốc dữ quá thì nó sẽ bật ngược cái con xe lại, bật ngược thì các bạn sẽ bị té dập đít. Lên chạy ra khỏi con này cái nào, trời tối xuống rồi, căng quá nha. Đây là cái thắng bốc đít nè các bạn. Đây nè, nếu mà chạy tốc độ cao các bạn thắng thì nó sẽ như thế này. Và nhớ chổng cái đầu xe xuống. Đây nè. Đó, à, lúc nãy mình ấn hơi dữ quá, lâu thắng nó hơi lâu thêm, thành ra là xe nó bị trôi đập mặt xuống đường luôn. Để bây giờ mình sẽ test thử cái đoạn đường này bắt đầu nha. Nói các bạn thấy không? Bắt đầu. Quá dữ. Từ lại 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 lại. Mình sợ là đụng đít con xe nào á chứ. Đó. Nếu mà bốc mà các bạn bốc như mình lúc nãy bốc mà kiểu đưa người quá thì nó sẽ bật ngược cái xe lại. Trời đang tối dần rồi. Ok, bây giờ lại nha. Cũng được được khá khá. Dạ. Sao mình cài số lượng được ta? Ok, thì mình có ra một cái khu gọi là khu bãi cát ha các bạn. Thì khu này nó rất là rộng và không có xe đâu, dễ tập bắt đầu. Trời, mới nãy vừa bốc được khá là dữ. Lên số luôn rồi các bạn. Lại 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 lại. Không được không được, tốc độ cao quá bốc chưa lên lượng nó không lên nổi. Khu này là cát nha các bạn, và rất là rộng, khu này để test speed được á. Để bây giờ mình sẽ để cái thứ nhất và mình sẽ bốc thử khoảng cách mình lâu nhất, mình sẽ cố gắng đạt được khoảng cách lâu nhất. Ok. À dạ. Khó ta. Tình thường lên số 3 mình mới giữ được lâu, con này số nó phải mát tua nó mới lên được.
Không ổn rồi, không ổn rồi. Các bạn thấy không, xe mình đang bắt đầu nè. Thấy nè. Bốc thằng đứng lên trời luôn. Bốc thằng đứng lên trời luôn. Vãi. Này tập vào bánh cho nó đỡ bị mòn lớp trước. Tốc độ cao quá thì giữ khó quá. Đèn cũng sáng dữ ha. Từ để mình kiếm tốc độ vừa vừa cái đã. Tại vì nếu mà bắt đầu cái này các bạn phải giữ ga nó đều, và cái này thì nó chỉ có nút bấm thôi. Bấm cái nút là phải giữ cái giữa ga và cái nút này nó đều đều với nhau. Ơi, xe nó đứng quá rồi, xe nó đứng quá rồi. Xe đứng quá thì giả ga, nhả ga là cho nó thấp bớt ha. Gần gần. Nó vẫn còn. Ê, trời ơi, 800m. 800m là kỷ lục cao nhất mà nó bắt đầu được. Cũng cỡ hơn 10 giây, mười mấy giây á. Dạ, cao quá. Thôi bây giờ mình sẽ test speed con này chút xíu nha. Đây, test speed cho các bạn xem. Không bắn nitro. Đường này rất là sướng, các bạn test xe nào cũng được, ở trên đường rất là rộng và nó không có vật chướng ngại vật gì, cái đường nó hơi không được láng cho lắm thôi. Đường nó không có được như là đường nhựa thôi. Nó là được cát. 308, 309, 310. Max speed của con cá mập. Ok, 310. Bây giờ mình ra đường mình bốc rồi cho các bạn xem nha. Từ để xíu. Rồi. Ok, đường này ổn, đường này thẳng nguyên con đường luôn. Dứt. Bắt đầu mình không có bẻ lái được, bắt đầu khó đánh lái lắm, không đánh lái được. Này xuống cỏ rồi, đang bắt đầu xuống cỏ rồi. Đường này mà các bạn làm một cái đường đi phượt cũng sướng lắm nha, cực kỳ sướng luôn á. Từ để mình giảm tốc độ lại cái này. Đây đường thẳng nha. Sau cái này nữa mình sẽ đem một cái chuyến đi phượt. Chứ kia là người chơi thì phải. Mình chỉ có mỗi chiếc máy bay thôi, còn có mấy bạn kia thì chơi level cao hơn và có mua cái gói xịn hơn thì nó sẽ tặng cho các bạn trực thăng luôn. Chứ bây giờ bay trực thăng trong này nhưng mà chắc đã lắm á. Kệ đi. Dân đen mà. Bỏ đầu là được rồi. Ui, bóp được đường đất luôn nha. Ok, thôi bây giờ mình sẽ kiếm một cái con đường để đi như đi tour cho các bạn nha. À, gò vai cho nó suông, cho nó gò, cho nó vui tai chứ. Ra là mình sẽ chạy giống như là các bạn xem những cái video mà ở ngoài đời vậy đó ha. Đáng chạy với thật nhất có thể và max speed nhất có thể. Trời đang sắp sáng lên rồi.
Ý cái này hơi hơi lớn lại một xíu. Đường sương mù quá khó nhìn đường quá à. Sáng sớm nữa các bạn nhìn đường nó có sương 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 á. Không phải là mình đổ lỗi đâu nhưng mà khó nhìn thiệt. À, đây xuống đường nhỏ rồi ha. À, các bạn nhìn đường nó có sương sương rồi, rất là thật ha. Thật sự là cái này mấy cái vật lý này cũng rất là thật. Xíu xíu nữa dính vô xe kia rồi. Nếu cái nào họ mình chạy họ nó đi nguyên vòng ta, tại cái đường này nó vòng cung, cái đường này nó đi vòng cung luôn các bạn. À không, chưa chưa hết chưa hết, còn đi tới đoạn nào còn xa lắm, tại mình sợ mình đi nguyên một vòng của cái đường đó luôn á. Ui trời, vừa xuống cái dốc cái xe nó đó không thấy không lách kịp là chết rồi. Quá hay quá hay. Sượt của con xe kia luôn. Ây da, ây da, ây da. Cung đường này rừng không, mình thấy nó không có được đã lắm. Hôm bữa trước mình có đi một cái cung đường biển rồi, bữa trước livestream á, đi được đó, thực sự là đường đó đi rất là sướng, rất là phê luôn. Nhưng mà nó đau đau khúc này nè. Để mình về mình tìm cái cung đường khác ha. Rồi ok, mình mới ra được một cái khu đường cực kỳ sướng cho các bạn luôn. Bao sướng. Để xíu, để mình ra chỗ đó cái đã. Đây, đi sát ven biển và sát núi. Đường rất là đẹp và rất là có nhiều khúc cua, rất là dữ dằn luôn ha. Này bây giờ âm cua nè. Như có thanh niên online đang gần gần bên kia. Ủa, đường này đi 200 mấy đảo á. Ui. Các bạn thấy không? Thấy cái cua không? Trời đất ơi. Các bạn thấy cái đường nó tê tái hết trơn không? Mà sương mù nữa chứ. Vãi cái sương mù. Nắng đẹp đi đi sương mù. Có nhìn đường thấy bà luôn. Có nắng nắng rồi nè. Nắng nắng đỡ đỡ nè. Mà vô mấy cái đoạn mà bị núi nó khuất á thì vẫn còn sương ha, tại vì cái độ ẩm nó còn cao. À, các bạn thấy không, cái cung đường nó ven biển nó sướng không? Xác tết. Kiểu nãy là lên bàn thờ ăn gà lâu rồi, chầu ông bà lâu rồi.
sát vách núi luôn. Em đây còn mấy cái cua nữa nha. Chưa. Kiểu này nãy giờ. Khúc này đường nó khác, khúc này đường nó phải quay xuống nữa. Đi thẳng không là đi ra đường khác nữa. Mình thử thôi, mình thử tốc độ cao vô cua nó như thế nào thôi, và cái gọi là mất lái. Thử thôi, không phải thiệt đâu. Cái này là cái độ bấm để quẹo khi mà drift của mình đó. Nó cài trên vô lăng, nó bấm là nó quẹo nhanh nè. Để dành drift á. À, nắng lên rồi, đợi bớt bớt sương rồi. Sợ là mình hiếm khi nào mà mình bắt được cái khoảnh khắc mà đi trời sương như vậy. Và trời nắng lên thì nó tan biến hết. Hay, vụ này hay nè. Thì từ sáng đó thì xe, các bạn thấy xe nó rất là nhiều ha. Đi đường quá trời luôn. Ôi. Mình đang đi tới đâu vậy? Đang đi tới đâu rồi? Ờ, à, là chạy tới đây luôn rồi hả? Lẹ vậy? Mình tưởng nó còn nữa. Chạy tới độ cao quá, lẹ quá, nó khổ vậy á. Chưa tận hưởng được dĩ chân. Mà tính ra ba lần ném lên bàn thờ. Mà nếu đúng thật ra ngoài đời là bàn thờ lâu rồi. Thì mình đã nói với các bạn là cái game này bây giờ mình cũng không biết đua cái gì. À, phải chi mà nó có cái kiểu cái game mà đua xe mà theo cốt truyện. Tại vì những cái này mình đã đua rồi. Hypercar các bạn đi, bữa mình livestream mình đua rồi. Mấy cái mà mình đua rồi mình không có làm lại. Tại vì các bạn xem rồi xem lại nó rất là chán. Còn bỏ cái kia rồi các bạn, nó bỏ cái đua mà từ bên này qua bên này rồi. Nó bỏ rồi. Nó thêm cái Bronix nằm bên đua dữ lắm nè. Bố mình đua được 2 phút 51 giây. À không, lộn, cái này của người ta, lộn. Của mình đua nhiêu ta? Bao nhiêu á, quên rồi, nhưng mà mình đua dữ lắm. Ủa, cái này vẫn còn nè, New York Hypercar vẫn còn mà ta. Là cái này hả? Ủa, mình tưởng nó bỏ chứ nó vẫn còn. Cái mà đua gọi là dữ dằn nè, mà đua cái nó mình đổ mồ hôi lắm. Ớn lắm, không đua đâu. Đi chơi vậy nó vui ha. Có như bạn thích đi chơi vậy, tại mình vẫn đang cày tiền thêm. Còn hiện tại thì không có đủ tiền mua thêm xe, chỉ có chiếc BMW mình thôi. Nên nãy giờ thì trời nó sáng rồi các bạn. Tại vì thời tiết trong này á, là nó theo thời tiết online chứ không phải là thời tiết của offline. Ra các bạn chỉ cần gọi là AFK chút xíu thôi, có nghĩa là tap chút xíu thôi, thì các bạn vô lại thì trời nó sáng rồi, không còn sương mù nữa rồi. Mình chạy hết cái đường đèo này cái nào. 290. Mình thấy cái cảm giác lúc mà vượt mà chạy tốc độ cao, lúc mà vượt con xe nghe cái tiếng hù cái nghe nó sướng lắm kìa. À, cái này là cái gì vậy? Hình như là mình đạt được cái vận tốc cao hơn bình thường, chạy qua cái bán tốc độ vậy á. Rồi mình xuống tới đây luôn rồi. Ok, thì video này mình sẽ dừng tại đây ha. Cảm ơn các bạn theo dõi cái video này, và nếu các bạn thích cái video game The Crew 2 này thì hãy đăng ký của mình cũng như là like và share, đừng quên comment phía dưới nha. Thì hiện tại thì những cái bản đồ đua xe này mình đã đua hết rồi, mình cũng chưa biết để đua cái gì. Cái sắp tới thì có thể là mình sẽ cày tiền thêm để mua những con xe như là H2 hoặc là Huracan ha.
Thì hiện tại những cái điểm này đua cũng gần hết rồi. Đua một cái điểm này thôi là tiền đủ mua luôn đó. Nhưng mà đua đó là tốn rất là nhiều thời gian luôn. Thì để từ từ mình sẽ cày tiền tiếp ha. Ok thì chào các bạn. Bye bye.